đa số con người ta khi tỉnh táo thì đều có suy nghĩ là sai, cờ bạc chơi làm cái gì, cờ bạc chơi có thắng được đâu, có thằng nào giàu vì cờ bạc đâu, hay là chơi cờ bạc thì thằng nào chẳng thua mà chơi làm cái gì. Đấy là lúc tỉnh táo thôi, chứ còn mà lúc mà đi vào một cái vòng xoáy của cuộc chơi rồi thì không thể nói trước điều gì cả. Khi mà đi vào một cái vòng xoáy thì có người tặng nữa à, thì cứ chơi đi, biết đâu mà mình lại thắng thì chứ. Chơi đi, cờ bạc thì có người thắng kẻ thua, chứ phải thằng nào cũng thua đâu, chơi biết đâu mình lại đỏ chứ. Đấy là những cái suy nghĩ sai lệch khi mà mình đã đi vào trong cái vòng xoáy rồi. Chứ còn mà ấy, cờ bạc thì tôi khẳng định một câu, ông nào chơi cũng thua hết, không có ông nào chơi cờ bạc mà kiếm được tiền và làm giàu được cả, mà nuôi được gia đình. Đây, clip của ngày hôm nay tôi sẽ nói 5 cái lý do vì sao các bạn chơi cờ bạc cả đời vẫn cứ là thua. Cái lý do đầu tiên ấy, tôi không nói thì nhiều anh em đã biết và đã trải qua rồi, thì là các bạn chơi bất kỳ một cái cuộc chơi nào, bất kỳ một cái phương diện nào, hình thức nào, thì khi mà chơi cờ bạc ấy, đều bị cắt phế và hoặc là bị thu hồ. Tức là như này, ví dụ như các bạn chơi cờ bạc truyền thống đi, thì bắt đầu vào một cuộc chơi thì sẽ phải là trả một số tiền nhất định cho chủ nhà. Hoặc là ví dụ các bạn chơi cờ bạc online thì sau mỗi chiếc bạc các bạn đánh trúng thì sẽ bị nhà cái người ta cắt phế. Ví dụ như là các bạn đánh chiếc bạc 1 triệu thì bị người ta cắt phế 50.000, 60.000 gì đấy, kiểu như là tài xỉu hoặc là sóc đĩa trên mạng, kiểu gì bị cắt phế. Hoặc là ví dụ như là các bạn chơi bóng đi chẳng hạn, các kèo bóng thì nó ra các bạn là các bạn chỉ ăn được 85, 90, 95 đúng không? Hoặc là nếu như kèo nào mà các bạn được ăn 100% ấy, thì những cái kèo đấy các bạn đừng bao giờ các bạn chọn, bởi vì cái kèo đấy là kèo chết rồi. Cái kèo mà các bạn ăn tuyệt đối ấy, thì không có cửa để các bạn thắng. Tất nhiên có những kèo chết thẳng chắc nữa thì các bạn cũng không thể ăn được tiền hơn được, cùng lắm nó chỉ là 100, đúng chưa? Thế thì cái này ấy, nhiều người cứ suy nghĩ là à nó đáng bao nhiêu đâu, bây giờ cái phế và cái hồ đấy nó chẳng đáng bao nhiêu cả, mình cứ thắng là được. Đấy là những cái suy nghĩ của những cái ông gà, những cái ông cờ bạc gà, cờ bạc tay mơ thì mới suy nghĩ như vậy. Chứ còn mà những người mà chơi cờ bạc lâu đời rồi ấy thì người ta sẽ tính toán những cái việc đấy, bởi vì là không phải là mình đánh một tiếng bạc đâu, mà ví dụ một canh bạc thì mình đánh rất là nhiều tiếng. Một trận bạc mình đánh khoảng tầm 200 tiếng bạc, mỗi tiếng bạc mình đánh 1 triệu thì cái tỷ lệ thắng và thua nếu như là xanh chín thì nó là 50-50. Tức là trong 200 tiếng bạc đấy các bạn đánh có thể là thắng 100 tiếng và thua 100 tiếng. Nếu như không bị cắt phí, không bị cắt hồ thì hôm đấy là bạn hòa tiền. Thế nhưng mà khi nó bị cắt hồ, ví dụ là một tiếng bạc là nó cắt 100 khi mà bạn thắng, thì tức là trong 100 tiếng bạc đấy các bạn bị cắt mất 10 triệu thì cái trận bạc đấy các bạn đã thua ra mất 10 triệu rồi, đúng chưa? Các bạn đánh tỷ lệ thắng nó bằng nhau, các tiếng bạc đánh đều tay với nhau, các bạn vẫn thua 10 triệu cộng đi cộng lại. Ví dụ các bạn đánh một tiếng bạc hoặc là cả đời các bạn chỉ đánh một lần thì mình không nói. Tuy nhiên ví dụ như hôm nay ông đánh một lần ông thua đi, ông ấy cay, yeah. Tâm lý của người thua sẽ có cái tâm lý là cay, và cay thì muốn gỡ thì ngày mai lại nhảy vào đánh tiếp. Hoặc là hôm nay ông thắng thì ông sẽ vui sướng, ông là, ngày mai ông lại muốn vào đánh tiếp để ăn tiếp. Đấy là cái tâm lý chung của những người chơi cờ bạc, cho nên là không có ai cả đời đánh cờ bạc một lần được. Nếu như có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Có những người không đánh thì tôi không dám nói, thế nhưng mà có những người đã đánh lần đầu tiên rồi thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Và cứ như vậy cộng đi cộng lại như vậy, cái số tiền mà hồ tiền phế nó cộng lại rất là nhiều, và cuối cùng là bạn bị thua vì cái điều đấy. Cái điều thứ hai khiến các bạn chơi cờ bạc luôn thua, đấy là cái giá trị đồng tiền lúc mà bạn thắng hoặc là bạn thua. Khi mà các bạn thắng ấy thì tiền tiêu nó nhanh lắm. Ví dụ như hôm nay các bạn thắng được 50 triệu đi, các bạn chỉ tiêu 2 ngày đấy. Hôm nay mà thắng thì kiểu gì cả là đi ăn đi chơi thì cho nó sướng, hoặc là sắm con xe con cọ, hoặc là mua con iPhone 12, 13 mới ra thì mình tặng một con cho nó hoành tráng chơi với bạn bè. Thế nhưng mà khi mà các bạn thua ấy, 50 triệu đấy, tôi khẳng định với những anh em đang xem clip của tôi này, 100 ông xem clip này thì có khoảng tầm 80 ông thu nhập một tháng không quá 20 triệu. Thì tôi hỏi các bạn, ví dụ như các bạn thu nhập nhiều là một tháng 20 triệu đi, thì 50 triệu đấy các bạn phải làm trong 2 tháng rưỡi. Thế nhưng mà khi mà các bạn thắng được 50 triệu, các bạn chỉ tiêu trong vòng 2 ngày, cái tỷ lệ, cái khả năng các bạn kiếm tiền
so với cái việc bạn tiêu tiền, nó khác nhau rồi. Và thành ra là khi mà các bạn thắng thì bạn tiêu rất là nhanh, và thua thì các bạn làm rất kiếm được rất là lâu. Cho nên là ấy, những người thua và túng thiếu vì cờ bạc nó là như vậy. Cái lý do thứ ba là rất nhiều anh em chơi cờ bạc, khi mà đã chơi đã thua ấy, thường thường là có cái ý nghĩ là sẽ là đi vay lãi. Thì cái đi vay lãi chắc chắn là các bạn phải mất lãi rồi. Và nhiều anh em có suy nghĩ là nó lãi này, tiền lãi nó sẽ đáng bao nhiêu so với tiền mình thắng và thua, đúng không? Mình thua mình được và mất, cho nên không đáng bao nhiêu cả. Cứ vay lỡ vay gỡ được thì mình chả vướng cái gì cả. Nhưng mà thực chất thì các bạn không thể lường trước được cái việc mà khi mà đi vay lãi, lãi mẹ nó đẻ lãi con, nó kinh khủng lắm. Có thể là hôm nay các bạn vay 10 triệu nhưng mà tuần sau là các bạn phải trả đến 13, 14 triệu rồi. Và cái cờ bạc nào đánh nó ra lại, bởi vì cờ bạc các bạn không hơn người ta được, có hôm thắng hôm thua thì quay đi quẩn lại nó vẫn cứ thế thôi. Nó vẫn cứ gọi là hôm nay được 10 triệu thì ngày mai thua 10 triệu. Nhưng mà cái tiền lãi của mình hàng ngày mình vẫn phải đóng, hàng ngày người ta vẫn cộng dồn cho các bạn nếu các bạn không đóng. Cứ như vậy lãi mẹ đẻ lãi con nó rất là nhiều. Đấy là cái lý do thứ ba khi mà những cái ông mà chơi cờ bạc thì không bao giờ giàu được, và thua nó là như vậy. Còn cái lý do thứ tư ấy là các bạn không làm chủ được cảm xúc của mình. Ví dụ như hôm nay các bạn thắng được 50 triệu đi, ngày mai các bạn cho phép mình thua 50 triệu ngay. Bởi vì như này, hôm nay đã thắng được 50 triệu rồi, hôm qua đã thắng rồi, hôm nay thua thì cũng được, mình đánh căng tay vào, sâu tay vào. Đấy, tức là các bạn cho mình thua cái tiền đấy ngay. Thế nhưng mà khi mà các bạn thua 50 triệu một phát thì các bạn có suy nghĩ, mẹ hôm qua thua 50 triệu rồi, hôm nay phải gỡ, cùng lắm mình thua tiếp 50 triệu, đúng không? Thì trong cái tâm lý các bạn đã thua rồi, tâm lý hôm nay thắng được 50 triệu thì các bạn ngày mai các bạn có thể là cho mình thua đi thì coi như là hòa. Thế nhưng mà khi mà các bạn thua thêm 50 triệu, các bạn lại có một cái tâm lý là cho mình thua thêm 50 triệu để tìm cơ hội cho mình. Thì hôm đấy mình đã là thua mất 100 triệu rồi, đúng không? Mình thắng thì mình không được đồng nào, nhưng mình mà đã thua ấy, thì mình lại cho mình một tâm lý là mình thua đủ 100. Cho nên đấy là nhiều anh em không làm chủ được tâm lý của mình, không làm chủ được suy nghĩ của mình, thành ra là thua và không làm chủ được cái đồng tiền, dòng tiền của mình, không quản lý được dòng tiền của mình, thành ra là cái tiền của mình nó gọi là lại chạy chỗ này đi chỗ kia mất. Cái lý do thứ năm là cái lý do thua cờ bạc của những ông thợ, những người đi bịp nhá. Những người đi bịp thì các bạn đều nghĩ là đi bịp thì phải thắng làm sao mà thua. Thế nhưng mà các bạn phải hiểu như này này, những cái ông mà thợ cờ bạc người ta cũng là con người và đều có suy nghĩ như một con người bình thường. Tức là hôm nay nếu như mà ông bị được tiền đi chăng nữa thì các ông cứ tiêu đi, cứ ăn đi, cứ chơi đi, đấy, về cứ tiêu thoải mái đi, ngày mai mình sẽ lại đi bịp tiếp. Có thể là những cái ông này người ta ít thua, nhưng mà cái cách quản lý tiền của những người mà đã đâm vào cờ bạc rồi nó không hợp lý một tí nào cả. Ông hôm nay có thể là kiếm được 100 triệu rất là dễ dàng từ cái việc ông đi bịp người khác. Tuy nhiên cái việc bịp nó không phải là dễ, không phải lúc nào có sân chơi. Ông kiếm được 100, ông ăn chơi hết, ngày mai ông đi bịp gặp một sân chơi nó khoai, ông không bịp được, ông phải đi về. Thì cái công việc của ông đi lại, tiền xăng xe ăn uống này kia, thì các bạn đã biết rồi, cái ông thợ cờ bạc không thể là mãi mãi ở đánh xung quanh nhà mình được. Rồi là có phải là lúc nào cũng có sân chơi đâu, có thể là hôm nay là có sân chơi, ngày mai có sân chơi ngay, nhưng đến 2 tháng sau, 3 tháng sau cũng không có sân chơi nào cả. Thành ra là nhiều cái ông mà là thợ cũng là phải đi vay lãi, bởi vì cái thói ăn chơi quen rồi, tiêu tiền xa xỉ quen rồi. Và đến khi mình không kiếm được tiền thì mình phải đi vay lãi để về ăn về tiêu. Bây giờ câu hỏi đặt ra là ai là người thắng? Đây là tôi nói về những người chơi thì không bao giờ thắng, chơi chỉ có được là được chơi nha, cuộc chơi chỉ có được là được chơi thôi. Chứ còn người làm bạc mới là người thắng. Thế ai là người làm bạc? Là những người ta thu từng cái đồng phí, đồng hồ này, tiền hồ này, đấy, rồi người ta tắt chiều làm ăn 10 ăn 9, người ta làm dần này, hoặc là những người bịp nhưng mà người ta có cái tâm lý quản lý đồng tiền nó tốt thì mới là người thắng. Chứ còn mà ấy, các bạn cứ xác định đi chơi để cầu may thì nó không bao giờ thắng, chỉ có thua thôi. Đấy là những cái chia sẻ. Còn nếu mà xác định mà các bạn không chọn cái cờ bạc làm cái nghề ấy, thì thi thoảng các bạn chơi theo kiểu là phải chắc thắng mình mới chơi, còn không thì mình vẫn cứ đi làm bình thường. Chắc thắng là như thế nào, các cái bộ môn khác tôi không dám nói, nhưng về sóc đĩa
thì nó phải là máy alpha, nó gọi là bệ từ nano, phải là bát hình tàng hình. Đấy là những cái mà các bạn chắc chắn là các bạn sẽ thắng. Còn ví dụ như các bạn có suy nghĩ là tôi sẽ nghe được, hoặc là tôi đánh tâm lý của tôi nó tốt, tôi đánh nó khả năng thắng nó cao, thì các bạn này bỏ suy nghĩ ấy đi, không thắng được đâu. Bản thân như tôi này cũng nhiều khi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng mà vào một cuộc chơi mình không làm chủ tâm lý của mình thì mình lại thua thôi.